Thấy gì sau một tuần tổng kiểm tra xe vận tải? Sau một tuần tổng kiểm tra xe vận tải, ý thức của lái xe, doanh nghiệp phần nào được nâng lên, xong để xử lý triệt để, còn nhiều việc cần làm. Chiều ngày 19 tháng 8, Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông số 6, Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội tiến hành hóa trang, mật phục xử lý xe khách vi phạm trên các tuyến đường Phạm Hùng, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ. Những cán bộ cảnh sát giao thông hóa trang chạy xe máy ghi nhận vi phạm của xe khách, sau đó cung cấp về cho cán bộ cảnh sát giao thông ở chốt công khai dừng xe, lập biên bản. Chỉ trong khoảng 1 giờ, tổ công tác phát hiện và xử lý 8 xe khách vi phạm cùng một lỗi dừng đỗ sai quy định. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trưa ngày 18 tháng 8, phóng viên theo chân đội cảnh sát giao thông Phú Nhuận xử lý vi phạm tại giao lộ Hoàng Minh Giám, Hồng Hà và đội cảnh sát giao thông trật tự, công an quận Tân Bình xử lý tại giao lộ Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý. Theo đó, đã có hàng chục trường hợp bị xử phạt, đa số là xe chở khách không có hợp đồng. Theo Thiếu tá Lê Anh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Yên Bái, quá trình xử lý cho thấy các lỗi vi phạm chủ yếu là chạy quá tốc độ, vi phạm tải trọng, chở quá số người, vận chuyển khách không có hợp đồng, dừng đỗ sai quy định, để hàng trong khoang chở khách. Đại tá Phan Ngọc Truyền, trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vẫn còn không ít tài xế chống đối, gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Ngoài việc siết chặt tuần tra xử lý trên đường, lực lượng chức năng tại nhiều địa phương xác định việc tuyên truyền, kiểm tra ngay từ bến xe, nguồn hàng rất quan trọng, đồng thời việc phối hợp liên ngành sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Cho rằng hiện các quy định đã có, vấn đề xử lý phần lớn thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý vận tải của địa phương, ông Lê Tuấn Giang, trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông Vận tải Yên Bái cho rằng, thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, các Sở Giao thông Vận tải sẽ có thông báo và quyết định thu hồi phù hiệu các phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần trên 1.000 km trở lên. Tuy nhiên, do chưa quy định thời gian thu hồi phù hiệu trong bao lâu nên xảy ra tình trạng hôm trước vừa thu hồi, hôm sau doanh nghiệp đã làm đơn xin cấp lại. Lãnh đạo Phòng Quản lý Vận tải Phương tiện Người lái Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dự kiến thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ sửa đổi Nghị định số 10 năm 2020 theo hướng khi cơ quan cấp phù hiệu, biển hiệu ban hành quyết định thu hồi trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký, doanh nghiệp vận tải phải nộp lại phù hiệu, biển hiệu, đồng thời dừng hoạt động kinh doanh vận tải đối với xe bị thu hồi. Trường hợp quá thời hạn trên mà doanh nghiệp vận tải không nộp, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục đăng tải quyết định thu hồi trên trang thông tin điện tử của Sở. Nếu sau 15 ngày kể từ ngày đăng tải, doanh nghiệp vẫn không nộp, Sở Giao thông Vận tải cập nhật vào chương trình quản lý kiểm định để cảnh báo và có văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.